Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ đi đến khu Pet Demo thú cưng ở Aeon Tân Phú nha. Đây là khu tổ hợp thú cưng Pet Demo nằm ở tầng trệt của Aeon Tân Phú. Các bạn dẫn chó đi đến. Đây lại là spa này. Đặc biệt là ở đây đang có quán cà phê mèo. Bên này là chó này, còn bên này là mèo. Còn chó. Khu này là khu pet shop. Còn kia là khu spa. Chúng ta sẽ vào cà phê mèo.